quý vị và các bạn đang đến với điểm tin bóng đá ngày 20 tháng 3. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Liên đoàn bóng đá Anh FA và ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã nhóm họp và đưa ra quyết định hoãn giải đấu này ít nhất đến hết tháng 4, cũng như mùa giải được kéo dài không giới hạn. Tờ The Sun của Anh cho biết tiền đạo Ighalo sẽ được thưởng 8.000 bảng sau mỗi lần ghi bàn cho Manchester United. Điều này đã được quy định trong thỏa thuận của Manu và tiền đạo người Nigeria. Ighalo chuyển tới Manu từ Thân Hoa Thượng Hải theo dạng cho mượn vào tháng riêng năm nay. Anh đã ghi 4 bàn cho Manu sau khi chuyển đến. Phong độ ấn tượng của Ighalo khiến Manu có ý định mua đứt cầu thủ này. Theo tờ Sport, Ivan Rakitic đã thông báo với Barcelona anh sẽ trở lại Sevilla vào mùa hè tới. Trước khi đến Nou Camp, Rakitic đã có 4 năm đáng nhớ với thành phố Sevilla, nơi anh gặp và kết hôn với cô vợ Raquel Mauri. Chính vì thế, tiền vệ 32 tuổi này chỉ muốn giải nghệ trong màu áo Sevilla và từ chối cơ hội chuyển đến các câu lạc bộ lớn hơn. Hiện tại, Aubameyang chỉ còn giao kèo với Arsenal tới hè năm 2021 và ban lãnh đạo pháo thủ đã xác định chân sút 30 tuổi sẽ không ký hợp đồng mới với câu lạc bộ. Biết thông tin này, Manu sẽ thừa nước đục thả câu, theo đó Quỷ đỏ sẵn sàng chi 50 triệu bảng để đón Aubameyang về Old Trafford. Đây được đánh giá là số tiền khá hời bởi Aubameyang là một tiền đạo đẳng cấp đã khẳng định được thương hiệu nhiều năm qua. Trong quá khứ, Manu từng chơi một tiền đạo đẳng cấp của Arsenal đó là Robin van Persie. Chân sút người Hà Lan tới Quỷ đỏ vào hè 2012 và ngay lập tức bỏ túi chức vô địch Premier League ở mùa 2012-2013, góp công với 26 bàn thắng. Nguồn tin Evening Standard dẫn lại một báo cáo từ Italia khẳng định Chelsea đã duyệt chi 200 triệu bảng để theo đuổi ba ngôi sao lớn ở Syria, bao gồm Miralem Pjanic, Lautaro Martinez và Donnarumma. Phó chủ tịch của Inter Milan Javier Zanetti khẳng định Lautaro Martinez đang hạnh phúc tại câu lạc bộ này và có một tương lai vĩ đại với bóng đá Italia. Đây được xem là lời cảnh báo của Zanetti dành cho các câu lạc bộ đang theo đuổi Martinez. Huấn luyện viên của Manchester United Ole Solskjaer đã bày tỏ sự tiếc thương khi biết tin cậu học trò cũ ở Cardiff City là Peter Whittingham qua đời ở tuổi 35. Trước đó, Whittingham phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ngã tại một quán rượu ở Bowery hôm 7 tháng 3. Peter Whittingham không phải cái tên được nhiều người hâm mộ biết đến, nhưng lại là tượng đài của Cardiff City với 11 năm khoác áo câu lạc bộ xứ Wales, ra sân 457 trận và ghi 96 bàn. Thông tin Solskjaer thương tiếc học trò cũ qua đời ở tuổi 35 cũng đã khép lại điểm tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!